Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Một Thời Gian cùng với một nhạc phẩm rất quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bên Đời Hiệu Quạnh. Tôi muốn hỏi ngay lập tức là tại vì tôi không hiểu tiếng Pháp, cho nên là không biết là Đồng Lan có giữ nguyên cái sự lãng đãng của bài hát này khi mà chuyển qua tiếng Pháp không? Thật ra khi mà dám chuyển một ca khúc của nhạc Trịnh Công Sơn có tiếng Pháp, đấy là một sự liều mạng. Bởi vì là bản thân Lan thì Lan cũng không... Anh cũng thấy là cái ca từ, ngôn từ của nhạc Trịnh Công Sơn. Khi mà Lan làm việc với chị gái Lan, tại vì chị sinh sống và làm việc học tập bên Pháp, chị đã cố gắng hết tất cả những cái gì có thể để mà dịch bám sát được cái nội dung. Cái đoạn mà tôi thích nhất á, là cái đoạn mà một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra kia nắng em rồi. Thì khi mà chuyển qua tiếng Pháp thì là nó có giữ nguyên cái điều đó có không? Giữ cái tinh thần đó. Thực ra thì nhạc Trịnh Công Sơn có một cái biên giới rất là rộng. Như chúng ta biết là khi mà chuyển nhạc Trịnh Công Sơn sang tiếng Nhật thì người Nhật cũng rất là yêu thích. Và ngày hôm nay khi mà Đồng Lan hát bằng tiếng Pháp thì nếu mà nhắm mắt lại tôi vẫn tưởng tượng đây là nhạc Pháp. Nhạc Trịnh Công Sơn thì chúng ta thấy thơ, chất thơ rất là nhiều. Cái phần giai điệu khá là đơn giản. Và Lan tìm thấy một cái điều rất là hay trên cái sự đơn giản đó. Nó có một cái gì rất là đồng điệu với nhạc Pháp. Họ cũng không cần cầu kỳ giai điệu. Nó cứ nhẹ nhàng như vậy thôi. Và cái cảm xúc nhẹ nhàng giống như là ngồi uống rượu vang đỏ với nến và hoa hồng. Bây giờ thì xin mời Đồng Lan cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư của khán giả gửi về. Tôi chả biết gì về nước Pháp cho đến khi gặp anh trên máy bay. Và anh kể tôi nghe về vùng đất Tây Âu ấy. Anh bảo anh yêu thành phố Provence với cánh đồng hoa oải hương tím hơn cả thủ đô Paris sang trọng.
anh cho tôi xem cuốn album chất đầy những hình ảnh về cánh đồng hoa ở Provence. Anh choáng ngợp trước màu sắc ngọt ngào và thủy chung ấy. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, sao người ta có thể trồng được hàng triệu bông hoa oải hương đẹp như thế này được chứ? Anh cười trừ và bảo vì đó là tình yêu. Lại đây bên em, anh hỡi trước khi xa em, đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với em, lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với xin nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê. Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa, anh ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới con em lần cuối đêm nay rồi thôi. Lại đây bên em, đã muốn xa em đêm nay, sao anh nhạt nhòa nước mắt. Hãy cố vui lên anh ơi, quanh ta dòng đời đang xoay, cuộc đời vẫn vui. Lại đây bên em, chờ đợi cho ta nghe thêm bao nhiêu lời buồn quyến luyến. Sẽ thấy không lâu anh ơi, đôi ta đành phải quên mau dù lòng đã đau. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên em thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố cười lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đã. Tôi cũng muốn kể cho anh nghe về Pháp như anh đã từng làm và nói với anh rằng tôi nhớ anh biết chừng nào. Tôi hy vọng mình có thể gặp lại anh tại Kinh Đô Ánh Sáng kia hay một nơi nào đó tại Pháp. Chúng ta sẽ gặp nhau nếu như anh vẫn còn yêu Pháp như ngày nào, anh nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác nữa quý vị nha. Tình yêu giống như một ly rượu vang, nồng nàn nhưng đôi khi cũng khiến ta chánh choáng. Người Pháp dùng một thuật ngữ đặc biệt để gọi tên màu sắc của rượu trong ly, đó là la robe, nghĩa là chiếc váy của người con gái.
Đầu tiên là ngắm chiếc váy của người phụ nữ xinh đẹp ấy, rồi nhẹ nhàng lắc chiếc ly và cảm nhận thứ mùi hương dịu dàng lôi cuốn tỏa ra trong từng nhịp rượu sóng sánh. Em của tôi cũng thế, hấp dẫn đến lạ thường. Tôi yêu em như mê một ly rượu vang vậy. Trong tình yêu á, cái sự nồng nàn nó rất là quan trọng. Nhiều người người ta nghĩ rằng yêu nhau á chỉ đơn giản là cảm mến nhau, xong rồi có những cái khao khát cùng nhau, thế là hết. Nhưng thật ra là cái sự nồng nàn nó mới là cái điều quan trọng là nhất. Là cái điều níu chân và để cho cái tình cảm nó tha thiết, dù có đi đâu hay là bất cứ đâu thì cái sự nồng nàn nó sẽ là một cái thứ mê hoặc, nó giống như là một cái thuốc nghiện. Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu hết, mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu tình yêu thôi. Vì thế nếu ta có những cái khoảnh khắc đẹp như thế thì chúng ta đã có cái điều vĩnh cửu đấy rồi. Mà thật ra khi mà mình đi đâu đó, mình lang thang ở một đất lạ thì cái trái tim của mình nó rộng mở hơn rất là nhiều, có thể rất dễ dàng phải lòng ngay một cái người đi cùng với mình. Vì bằng chứng vừa rồi là Lan cũng có một chuyến diễn ở bên Na Uy, và anh dẫn dắt Lan vào một cái cánh đồng hoang cỏ dại rất nhiều, tự dưng phải lòng anh luôn. Khi xong về nhớ nhung tha thiết khổ sở, nhưng mà Lan thấy rằng đó là một sự sung sướng, cảm giác thất tình là một điều tuyệt vời mà tuyệt vời mà Lan nghĩ rằng Lan muốn có nữa. Những cái trải nghiệm lãng mạn khi chúng ta có được với một người nào đó có thể được chuyển tải thành chàng thơ hoặc nàng thơ, chỉ đơn giản để chúng ta cảm thấy sống hạnh phúc hơn, vui hơn trong những ngày hiện tại, chứ không phải là một điều gì khiến chúng ta phải lăng tăng về cuộc sống thực tế. Và có khi là yêu thương nhiều hơn cái người ngay đang bên cạnh mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ yêu tiếp những người đang ở bên cạnh mình vào những cái phần tiếp theo.